Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Và Cô Rê, con trai của Dít Sê Ha, cháu của Kê Hát, chít của Lê Vi, dục theo mình Đa Thang và Abiram, con trai của Eliab, cùng với Ôn, con trai của Phê Lết, cháu Ruben. Các người này, với 250 người trong dân Israel, vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: "Thôi, đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va?" Môi-se nghe điều đó, bèn sắp mặt xuống đất nói cùng Cô-rê và hết thảy kẻ hiệp với người mà rằng: "Sáng mai, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Hỡi Cô-rê, hãy làm điều này. Ngươi và hết thảy kẻ hiệp với ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai, hãy để lửa ở trong và bỏ hương ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn ấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi, thôi, đủ rồi." Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: "Hỡi con cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe. Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài, đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng chực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài, các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi làm bầm cùng ngươi?" Môi-se sai đòi Đa-thang và Abiram, con trai Eliab, nhưng hai người đáp rằng: "Chúng tôi không đi lên đâu. Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu. Ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toàn khoét mắt của dân này ư? Chúng ta không đi lên đâu." Môi-se nổi giận lắm, thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Xin đừng kể đến của lễ chay chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào, và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó." Đoạn Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: "Ngày mai, ngươi và toàn bè đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy lấy lư hương mình bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lư hương. Ngươi và A-rôn mỗi người cũng phải có lư hương mình. Vậy mỗi người lấy lư hương mình để lửa vào, bỏ hương trên, rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với Môi-se và A-rôn." Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: "Hãy tách khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát." Hai người bèn sắp mặt xuống mà rằng: "Ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao?" Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: "Hãy nói cùng hội chúng mà rằng: Hãy giang ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và Abiram." Môi-se đứng dậy đi lại phía Đa-thang và Abiram. Các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng: "Bây giờ hãy giang ra khỏi trại của các người hung ác này và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng?" Vậy dân sự giang ra khỏi tứ phía chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và Abiram. Đa-thang và Abiram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình.
Môi-se bèn nói rằng: Nhờ điều này, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này, vì ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Vừa khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn, vì nói rằng: Chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nuốt chúng ta chăng. Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra, thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói với Ê-li-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sinh mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh, những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy Ê-li-a-sa thầy tế lễ lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên, và người ta làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel, để người nào ngoại dòng A-rôn chớ đến gần đặng xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Ngày mai cả hội dân Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: Hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. Khi hội chúng đang hiệp nhau nghịch cùng Môi-se và A-rôn thì ngó về hướng hội mạc, sải thấy trụ mây bao phủ hội mạc và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi-se và A-rôn đến đứng trước hội mạc. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giang ra khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Nhưng hai người sắp mặt xuống đất. Rồi Môi-se nói cùng A-rôn rằng: Hãy cầm lấy lư hương để lửa từ trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, mau mau đi đến hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, vì sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai vạ đã phát khởi. A-rôn bèn cầm lấy lư hương y như Môi-se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. A-rôn bèn bỏ hương vào và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống thì tai vạ bèn ngừng lại. Có 14.700 người chết vì tai vạ này, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê. Đoạn A-rôn trở về cùng Môi-se tại cửa hội mạc, rồi tai vạ ngừng lại. Chương 17. Kế đó Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel và biểu rằng: Mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy, nghĩa là 12 cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái. Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình, và đề tên A-rôn trên cây gậy của Lê-vi, vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc. Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc, trước hòm bản chứng là nơi ta gặp ngươi. Hễ người nào ta chọn lấy, thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Vậy ta sẽ làm cho nín đi trước mặt ta những lời lầm bầm của dân Israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi. Môi-se nói cùng dân Israel, thì hết thảy trưởng tộc tùy theo chi phái mình đem nộp cho người một cây gậy, tức là 12 cây gậy của A-rôn ở giữa các cây gậy khác. Môi-se để những gậy đó trong trại bản chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày mai khi Môi-se vào trại bản chứng, sải thấy cây gậy A-rôn về nhà Lê-vi đã trổ hoa, nó có nức muột, sinh hoa và trái hạnh nhân chín.
Môi-se bèn rút các cây gậy khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đem đưa cho cả dân Israel. Các người đều thấy, và mỗi người lấy gậy mình lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đem cây gậy của A-rôn để lại trước hòm bản chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Ngươi phải làm cho nín đi những lời lầm bầm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chẳng chết. Môi-se làm như vậy, tức làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Dân Israel nói cùng Môi-se rằng: Này, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy. Phàm ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao? Chương 18. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng A-rôn rằng: Ngươi, các con trai ngươi và tông tộc ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong nơi thánh. Còn ngươi và các con trai ngươi phải mang lấy những tội lỗi phạm trong chức tế lễ. Cũng hãy biểu đến gần ngươi, các anh em mình, là chi phái Lê-vi, tức tông tộc ngươi, đặng các người đó hiệp với ngươi và hầu việc ngươi. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải ở trước trại bản chứng. Các người đó sẽ gìn giữ điều chi ngươi truyền dạy và điều nào thuộc về cả trại. Chỉ không nên lại gần những vật thánh, cũng đừng lại gần bàn thờ, e khi chúng nó phải chết, và các ngươi cũng chết luôn chăng. Vậy, các người đó sẽ hiệp với ngươi coi sóc điều chi thuộc về hội mạc và giữ công việc của trại. Một người ngoại nào chẳng nên đến gần các ngươi. Các ngươi phải coi sóc điều chi thuộc về nơi thánh và bàn thờ, để đừng có sự thịnh nộ cùng dân Israel nữa. Còn ta đi, trong dân Israel ta đã chọn lấy anh em các ngươi là những người Lê-vi mà ban cho các ngươi, vì đã dâng cho Đức Giê-hô-va rồi, đặng làm công việc của hội mạc. Nhưng ngươi và các con trai ngươi phải kỹ lưỡng lo cho xong chức tế lễ, quản trị các điều chi thuộc về bàn thờ và vật chi ở phía trong màn. Các ngươi phải làm việc mình tại đó. Chức tế lễ của các ngươi là một việc ta phong cho như một của ban. Người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-rôn rằng: Này, ta cử ngươi coi sóc các lễ vật của ta, thâu lấy về mọi vật mà dân Israel đã biệt riêng ra thánh. Cứ một lễ định đời đời, ta ban những lễ vật này cho ngươi và cho các con trai ngươi như một phần riêng mà phép sức dầu truyền cho. Trong các vật rất thánh không có thiêu hóa mà dân Israel dâng cho ta, này là phần sẽ thuộc về ngươi. Hết thảy lễ vật của họ, nào của lễ chay, nào của lễ chuộc tội, nào của lễ chuộc sự mắc lỗi, những vật rất thánh này đều sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi. Ngươi phải ăn nó trong nơi rất thánh. Mọi người nam phải ăn lấy, ấy sẽ là một vật thánh cho ngươi. Vật này cũng sẽ thuộc về ngươi. Phàm lễ vật nào mà dân Israel dâng dơ lên và đưa qua đưa lại, thì ta cứ một lễ định đời đời mà ban cho ngươi và các con trai con gái ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn các món đó. Ta cũng đã ban cho ngươi những vật đầu mùa mà dân Israel sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va, hết thảy phần dầu, rượu ngọt và lúa miếng nhất hạng. Mọi hoa quả đầu mùa của đất sinh sản mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Ai trong nhà ngươi tinh sạch sẽ được ăn lấy. Phàm vật chi mà dân Israel phú dâng sẽ thuộc về ngươi. Mọi con đầu lòng của các xác thịt, hoặc người, hoặc vật mà dân Israel dâng cho Đức Giê-hô-va đều sẽ thuộc về ngươi. Nhưng ngươi phải chuộc lại con đầu lòng của loài người, và cũng phải chuộc lại con đầu lòng của thú vật ô uế. Về sự chuộc lại, ngươi phải chuộc lại những con từ một tháng trở đi theo giá định của ngươi, là 5 siết lơ bạc theo siết lơ của nơi thánh. Một siết lơ của nơi thánh là 20 gera. Nhưng ngươi chớ chuộc lại con đầu lòng của bò cái, hoặc con đầu lòng của chiên cái, hay là con đầu lòng của dê cái. Ấy là những vật thánh. Ngươi phải rưới huyết nó trên bàn thờ và xông mỡ nó làm của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Thịt nó sẽ thuộc về ngươi như cái o dâng đưa qua đưa lại và cái giò hữu. Ta cứ lễ định đời đời ban cho ngươi, các con trai và các con gái ngươi. Hết thảy lễ vật thánh mà dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va, ấy là một giao ước bằng muối đời đời, không bỏ được, trước mặt Đức Giê-hô-va, cho ngươi và cho dòng dõi ngươi.
Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Ngươi sẽ không có cơ nghiệp trong xứ dân Israel và chẳng sẽ có phần cho ngươi giữa dân đó. Ta là phần của ngươi và là cơ nghiệp của ngươi ở giữa dân Israel. Còn về con cháu Lê-vi, này, ta đã ban cho làm cơ nghiệp mọi thuế 1/10 của Israel làm lương về công việc mình làm trong hội mạc. Dân Israel chớ lại gần hội mạc nữa, e phải mắc tội và chết chăng. Nhưng ấy là người Lê-vi sẽ làm công việc của hội mạc. Bằng có phạm tội thì tự mang lấy. Chúng nó sẽ không có phần cơ nghiệp giữa dân Israel. Ấy sẽ là một lệ định đời đời, trải qua các thế đại. Vì ta đã ban cho người Lê-vi làm cơ nghiệp, những thuế 1/10 của dân Israel dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Bởi cớ đó, ta đã phán về họ rằng họ sẽ không có cơ nghiệp giữa dân Israel. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thuế 1/10 mà ta đã ban về phần dân đó đặng làm cơ nghiệp của các ngươi, thì hãy lấy 1/10 của vật thuế 1/10 mà làm của lễ dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Lễ vật dâng dơ lên của các ngươi sẽ kể như lúa mì lấy nơi sân đạp lúa và như sự đầy dẫy của hầm rượu. Thế thì trong những thuế 1/10 mà các ngươi lãnh nơi dân Israel, thì cũng hãy lấy ra 1/10 làm lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va và giao lễ vật của Đức Giê-hô-va đó cho A-rôn thầy tế lễ. Trong những lễ vật lãnh được, các ngươi phải lấy ra phần tốt nhất, biệt riêng ra thánh mà dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Ngươi phải nói cùng người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất của thuế 1/10, thì sẽ kể cho người Lê-vi như huê lợi của sân đạp lúa và như huê lợi của hầm rượu vậy. Các ngươi và gia quyến các ngươi phải ăn nó trong nơi nào cũng được, vì là công giá mình về việc các ngươi làm trong hội mạc. Bởi cớ ấy, khi các ngươi đã dâng dơ lên phần tốt nhất, các ngươi sẽ không mắc tội, sẽ không làm ô uế những vật thánh của dân Israel, và các ngươi không chết đâu. Thư của Phao-lô gửi cho Tít. Chương 1. Ta, Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Trời và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, để đưa các người được chọn của Đức Chúa Trời đến đức tin và sự thông hiểu lẽ thật, là sự sanh lòng nhân đức, trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước. Tới kỳ chỉ định, Ngài đã bày tỏ lời của Ngài ra bởi sự giảng dạy, là sự ta đã chịu giao phó theo mạng lệnh Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Gửi cho Tít là con thật ta trong đức tin chung. Nguyện xin con được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, cứu Chúa chúng ta. Ta đã để con ở lại Cơ-rết đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răng bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được. Chỉ chồng có một vợ, con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả. Vả có nhiều người, nhất là trong những người chịu cắt bì, chẳng chịu vân phục, hay nói hư không và phỉnh dỗ, đáng phải bịt miệng họ đi. Họ vì mối lợi đáng bỉ mà dạy điều không nên dạy và phá đổ cả nhà người ta. Một người trong bọn họ, tức là bậc tiên tri của họ, có nói rằng: Người Cơ-rết hay nói dối, là thú dữ, ham ăn mà làm biếng. Lời chứng ấy quả thật lắm. Vậy hãy quở nặng họ, hầu cho họ có đức tin vẹn lành, chớ nghe chuyện huyễn của người Giu-đa và điều răn của người ta trái với lẽ thật. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết.
chương 2. Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Cũng phải khuyên những người tuổi trẻ ở cho có tiết độ, hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ. Trong sự dạy dỗ phải cho thanh sạch, nghiêm trang, nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ trong mọi sự, chớ cãi trả, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đừng chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, là đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Chương 3. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét, và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lai sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jesus Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành, đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình. Đến chừng ta sẽ sai Atema hoặc Tichiker đến cùng con, thì hãy vội vã sang thành Nicopoli nhập với ta, vì ta định qua mùa đông tại đó. Hãy lo liệu cho Sena là thầy dạy luật và Apollo đừng thiếu đồ chi hết trong khi họ ra đi. Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, đặng dùng giúp khi túng ngặt, hầu cho họ khỏi đưng đi mà không ra trái. Hết thảy những người ở cùng ta gửi lời thăm con. Chào thăm những kẻ yêu chúng ta bởi lòng tin đạo. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Thi Thiên 32. Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi rên xiết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va.
còn Chúa tha tội ác của tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thế gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước luộc lan ra thì sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi. Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân. Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được, bằng chẳng chúng nó không đến gần ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.